Vụ việc tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy các quyết định giảm án tha tù trước thời hạn với bị án Phan Sào Nam, đồng thời buộc phải tiếp tục chấp hành đủ 22 tháng tù còn lại tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông tin từ luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam thì ông này đã biết được quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao. Phan Sào Nam hơi buồn và đang chờ xem các thủ tục để thi hành án tiếp sẽ được thực hiện như thế nào. Theo luật sư, Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam. Hiện ông Nam đã biết quyết định giám đốc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao qua thông tin trên báo chí, chứ chưa nhận được quyết định này. Ông Nam không có ý định trốn tránh việc tiếp tục ở tù. Bản thân ông khi nhận thông tin thì cũng khá bình tĩnh và đã chuẩn bị tinh thần khi có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Tuy nhiên, ông Nam hơi buồn và đang chờ xem các thủ tục để thi hành án tiếp sẽ được thực hiện như thế nào. Luật sư Thanh cũng cho biết thời gian gần đây, ông Nam rất tích cực giải quyết việc thi hành nốt phần trách nhiệm dân sự còn lại. Hiện tại thì ông Nam còn phải thi hành số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nên ông này đang giao bán một miếng đất dự án tại Đà Nẵng và một căn chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thu xếp xong trước khi phải vào nhà giam thì thuận lợi hơn cho cơ quan thi hành án dân sự. Một thẩm phán cho biết quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực ngay tại thời điểm được ký ban hành và trong thời hạn 10 ngày sẽ được gửi đến những người liên quan. Sau khi nhận được quyết định thì ông Nam phải trở về trại giam để thi hành nốt bản án còn lại, đúng bằng thời gian được giảm án là 22 tháng. Vì ông Nam vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và có thể được xem xét để đề nghị giảm án trong thời gian tới.